Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay qua mảnh đất mới test chiều nha. Hôm nay có gió lại nè. Con này của mình mới làm xong vô test luôn. Gió hơi yếu nha các bạn, có gió dưới rồi không có gió trên. Gió yếu quá nó tụt xuống. Test đây con nữa, con này 1m7 nha. Rồi, hết. Không thành công. Yêu quá các bạn. Lên luôn xuống carbon này em bên nào. Qua. Dặn kiểu ạ. Miếng gió đó. Dạ, bay qua dây điện rồi.
Hôm nay đi test hai con nha. Rồi hết gió hạ rồi. Ngay test con đó với lại con này nha. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Hôm nay có gió mà hơi yếu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, chào tạm biệt.